Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm lâm và người dân xã Hướng Lập tiến hành đóng cọc răng lưới dây cước với chiều cao 6 m, dài khoảng 1 km, dọc theo chân một ngọn núi đá để ngăn chặn đàn vọt gáy trắng tấn công người đi đường. Trước đó, tại vùng núi đá tự nhiên của xã Hướng Lập xuất hiện đàn vọt gáy trắng gồm 3 con, mỗi con nặng từ 6 đến 15 kg. Trong đó có một con vọc đực thường xuyên xuống ven đường Liên Thôn và đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây đoạn qua thôn Cha Sepu, xã Hướng Lập, rượt đuổi, tấn công người đi đường. Đến thời điểm này, có khoảng 10 người dân trên địa bàn bị vọc này tấn công và gây thương tích. Được biết, cùng với việc chỉ đạo răng lưới cướp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phối hợp hỗ trợ chuyên gia, kỹ thuật để xua đuổi hoặc di rời ba con vọc gáy trắng này nhằm bảo tồn và đảm bảo an toàn cho người dân.